khung mà khung Âu, khung Mỹ á, thường nó sẽ làm tiêu chuẩn thường thường thôi. Những cái khung mà lớn vượt ngưỡng vượt size á, thì mình phải đặt hàng. Và mình đặt hàng khung này hết 1 năm. Sau đó mình nhận được khung này rồi á, mình lại không biết phải làm gì với khung này luôn. Mình chơi làm sao, mình lên cấu hình như thế nào cho xứng đáng với cái khung này, mình chờ đợi bao lâu vậy. Khung này bật mí cho bạn biết ha. Khung này mình mang về tới Việt Nam là hết. Tăng. Hello, hello bạn, mình là Phú kênh Blue Energy ha. Lâu giờ mình á, kênh mình làm xe của khách, giới thiệu xe của khách, review xe của khách. Rồi còn xe là xe dự án, chưa có cái nào là xe của mình á. Thì nhiều bạn lên comment rồi hỏi trên Zalo, hỏi trên Facebook rồi, ủa cuối cùng cái xe của chủ shop là cái gì? Rồi nó sẽ ngầu như thế nào, nó xịn như thế nào? Thì hỏi nhiều quá, mới đầu mình cũng ngại, thôi mình thấy hơi hơi kỳ vậy đó, tại mình cũng công nhận là chủ shop mà không có xe nào mà đáng để gọi là chủ shop thì cũng hơi kỳ. Đây, con xe mình nè. À, bây giờ con xe mình nó có gì, coi đi rồi biết. Anh camera đi men đi mót một vòng là mình thấy cái xe mình cũng đủ rồi, đủ hào hứng rồi ha. Xe mình có rất là nhiều thứ đồ chơi mà đáng lẽ nó còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà hôm qua sau khi mình cập nhật một số hình ảnh lên trên cái trang nhóm riêng á, nhóm mà anh em chơi thân với nhau á, thì có một số món đã gắn lên trên xe rồi nha, gắn lên trên xe rồi còn bị đi qua luộc mất. Thì con này nó sẽ đi từ đầu cho tới đít nữa. Có những món mà ra với sau đít nó mới quan trọng, xin sợ lắm. Rồi, con này là một cái form xe mình thiết kế riêng cho mình ha. Bởi vì mình cao 1m87 thì xe của mình á, nó phải cao tương đương làm sao cho phù hợp ha. Cái vấn đề này mình trong rất là nhiều clip mình đã nói. Bởi vì nếu mà thật sự cái form xe mình không đúng chiều cao mình á, mình lên trên xe mình ngồi á, nó rất là khó chịu. Cảm giác như là tay chân, nếu mà cái khung xe lùn quá, tay chân mình sẽ bị co. Nếu mà khung xe mà nó xa quá, cảm giác như mình lên xuống xe nó rất là chới với, cảm giác như nó không phải là của mình vậy, nguy hiểm lắm. Còn cái xe đúng của mình là sao? Mình ngồi lên là từ cái việc mình cầm nắm cái tay lái, cái việc mình đặt mông lên trên xe, cái việc hai cái chân mình đụng đất như thế nào, là thể hiện xe đó là xe của mình hay không à. Thì cái form xe này là form xe touring ha. Ngày xưa lúc mới chơi mình rất thích là chơi MTB. Chơi MTB một thời gian rồi mình lại thích tốc độ, mình chuyển qua mình chơi rock. Nhưng bây giờ ở cái già quá anh ta, chắc chưa già đâu ha, ba mấy mà, nên mình lại thích chơi touring. Mình hướng đến những chuyến hành trình xa của mình á, bắt đầu mình thôi thúc những chuyến đi chơi phượt sớm sớm thì sẽ là vòng vòng Việt Nam, còn muộn muộn hơn tiếng nữa mình đủ tài chính thì mình sẽ chơi kiểu đi xuyên quốc gia ha. Và chắc chắn là trên con xe này mình làm cho mình mà, mình sẽ không bán rẻ tình yêu đâu, mình bán đúng giá hoặc bán mắc. Rồi không nói chơi nữa, bây giờ mình vô chi tiết ha. Bây giờ mình sẽ nói về phần phía trước trước ha. Mình đây là một cặp bánh của cây TRS, một cái hãng đùm số khá là ok của Đài Loan. Tất nhiên nó không xịn sò bằng của Shimano đâu. Nhưng mà thật sự là mình không, con này phía sau mình không chơi Shimano, mình không có dùng cái đĩa khóa lức của Shimano. Nếu mà mình phía sau mình chơi Shimano, phía trước mình cũng sẽ chơi Shimano ha. Bởi vì sau là đĩa 6 lỗ, giờ mình dán cái đĩa khóa lóc vô thì nó chọi quá, nên mình dùng một cái bộ đùm nào mà nó ok, nó phù hợp và nó tiệp với cái xe ha. Thì mình sử dụng cái bộ đùm này, mình bóp thử rồi, mình sử dụng thử trên rất nhiều xe mẫu của khách rồi, mình thấy rất là ok, nên mình chơi trên xe của mình. Thực ra nếu mà mình muốn thì mình vẫn có thể lên bộ đùm của Shimano đây, nhưng mà Shimano thì phải đi cả tông á, từ trước cái sau luôn thì nó mới đẹp ha. Mình là thích cái đẹp ha. Rồi về phần căm nè, bộ đầm thì đầm của hãng đó rồi ha. Bộ căm thì mình sẽ dùng, không dùng căm kiểu thường nữa, mà bây giờ mình sẽ dùng phần lớn là căm siêu tải. Căm này là căm tàu hàng nè. Thì căm tàu hàng này nhìn nó hơi thô tí ha, nhìn nó hơi bự,
Nhưng đổi lại một cái là bạn sẽ không bao giờ lo chị mà phải đi canh câm, đi đứt câm rồi bạn phải đi làm lại vành vành nữa ha. Câm này siêu châu bò. Bạn sẽ thấy câm này trên những cái xe mà chuyên mà thầu hàng của mấy bác mà đẩy xe ba gác rồi đó. Thì điểm trừ của nó đó là cái xe nặng thêm 1 ký. Nhưng mà giờ mình chơi xe touring mà. Đó, chơi touring thì mình ngại gì 1 ký, nửa ký ha. Này chơi tuốt. Rồi bây giờ mình nói đến cái phục ha. Nếu mà bạn nhìn sơ qua thì bạn sẽ tưởng đâu đây là một cái phục đơ. Thì đúng rồi, nó 50% là phục đơ. Nhưng mà có 50% còn lại là một cái phục là sao. Thì cái là sao nằm ở đâu? Nằm đây bạn ha. Đây cái khoảng cách này nè, khoảng cách 4,5 cm này nè. Chính là vị trí mà của cái phục này ha. Đây mình cho bạn coi. Đó bạn thấy nó nở nè, nở. Đấy. Cái điểm đặc biệt của cái phục này nó sẽ cho bạn một thứ mà cái phục lò xo hay là phục e, tất cả những cái phục mà có hành trình lớn chỗ này không làm được. Đó là bạn sẽ có thoải mái thầu hàng từ trên xuống dưới, bạn sẽ gắn mọi loại ba ga được hết, không có phải kén ba ga ha. Những cái loại mà phục nhúng mà kia thì bạn sẽ phải rất là kén ba ga, bởi vì cái ba ga phải né những cái phần mà hành trình này ra. Còn này thì bạn có thể dùng bất cứ loại ba ga nào, và những cái ba ga mà đi một điểm ở dưới này và một điểm thật trên cao cho này nè, thì đó mới là những cái loại ba ga mà chở được nhiều đồ. Còn những loại ba ga mà chỉ bám một phần phía dưới á, thôi đó, bám ít thì chở ít, không thể nào bám ít mà chở nhiều được. Đó. Hướng đến touring là phải chơi cái phục này ha. Rồi lên một tí nữa thì bạn có gì? Đây là một cái bô tăng. Bô tăng này là mình hàng thửa ha, hàng thửa lại của một khách qua bên mình, xong rồi bị mình thuyết phục mua một cái bô tăng, cũng là cực cù, nhưng mà sử dụng loại đầu tay lái lớn hơn, bởi vì lúc đó anh thay cái tay lái, anh thay tay lái sang cái size lớn là size 31.8. Nên cái bô tăng này nó không phù hợp nữa, và mình giới thiệu ảnh mua một cái bô tăng gà cù của mình xài 31.8. Rất là ngon nha, không phải tệ nha. Nhưng mà đến khi anh không lấy này nữa, anh cho mình. Sau đó mình về mình tìm hiểu, mình mở Google search, rồi xong mình gắn lên xe thử luôn. Trời ơi chết rồi, mình gụ sai chỗ rồi. Cái bô tăng này nó xịn gấp mấy lần cái bô tăng mình bán cho anh nè. Cái bô tăng thường á, là bạn sao, khi bạn muốn thay đổi chiều cao nè, bạn muốn dùng sao cho anh phù hợp là sao, là phải xuống xe nè, móc trong bộ đồ nghề ra bộ lục giác nè, xong rồi vặn nè, xong rồi canh nè, canh chỉnh, xong rồi phân giữ, xong rồi lấy lục giác khuyết lại, xong rồi mới lên xe bạn đạp đất được. Còn cái bô tăng này thì ra bạn không phải làm mấy thao tác luôn. Bô tăng này là loại mà gật gù khóa nhanh, y như cái tên gọi nó, gật gù khóa nhanh, có nghĩa là bạn muốn thay đổi chiều cao đúng không, bạn không cần phải xuống xe luôn, bạn chỉ cần đạp nhiệt tình tí để cho nó có lực đẩy quán tính tới ổn định, và bạn biết cái kỹ thuật mà thả tay lái á, bạn chỉ cần mở cái khóa này, giật cái này lên, điều chỉnh góc phù hợp, đè này xuống, đúng theo góc đó luôn. Trời ơi, mọi thao tác nó làm đúng 1-3 giây này, là thay đổi được chiều cao luôn. Cái bô tăng này cực kỳ là tiện dụng, đặc biệt là những người mà thích đi touring, rồi những người thích thay đổi cái góc lái, theo tùy thời điểm, theo từng lúc mình chạy luôn. Cái món này là món rất là đắt giá ha. Và thật ra là món này nó mua nó cũng mắc tiền đó. Không hiểu sao mình có thể gụ ảnh mua một cái món mà nó chỉ bằng 1/3 giá trị và mình được tặng lại. Hời, món này hời đây. Và tuy là bị xước nhưng mình vẫn dùng trên xe mình nha, rất là ngon. Rồi, đi với một cái bô tăng mà chuyên về touring thì không thể nào mà thiếu một cái tay lái chuyên về touring được. Đây, tay lái. Đây là loại tay lái, gọi sao nhỉ, cánh bướm, chuyên touring ha. Sao gọi là cánh bướm ha? Bởi vì nó có cái cánh giống cánh bướm nè. Cánh này giống như cánh dưới đít nè, cánh này gắn trên đầu nè. Nhưng mà đến khi mình dùng mình ngược lại ha. Khi mà mình dùng á, mình sẽ có tổng cộng là 3 điểm để vịn. Điểm để vịn đây, điểm vịn đây, ha, điểm vịn đây. Để làm gì? Để cho sự thoải mái nè, tương đối nè. Và khi mà mình có cái hướng mà có tốc độ đó, mà mình muốn giảm cái lực chồm tới đó này. Còn khi mình đuối quá thì sao? Đuối quá thì gì đây? À, đuối quá gì đây? Thì mình sẽ dùng cái lực của cái này. Mình có thể tì ở đây mình cầm, mình cầm nhẹ lại đây. À, có rất là nhiều cách cầm. Còn khi mà mình đang sung sức á, mình có thể đứng thẳng người, form người thẳng người á, thì mình có thể cầm vậy đây. Và cái này là cái thao tác chuẩn nhất nè, là thao tác mình thường xuyên cầm nhất là ở đây. Lúc mà sức còn ổn, sức còn đều thì mình sẽ cầm đây. Và thao tác bóp thắng là chuyện có ở đây. Cái tay này sẽ phù hợp ở rất nhiều cái nhu cầu khác nhau. Bạn có thể gắn thêm cái túi về vị trí này, thòng xuống, che vị trí này, được một cái túi khoảng 30 kg và vẫn không ảnh hưởng về chuyện lái ha. Đối với những ai mà fan của cái chuyện mà xe dịch á, đây là một cái tay lái chân ái luôn. Mình cũng vậy, mình làm để chuẩn bị trước. Còn nếu mà bạn không muốn dùng cái tay lái cánh bướm này á, thì bạn có thể dùng cái tay lái cánh chim.
thì tay lái cánh chim nó cũng na ná vậy thôi, nhưng mà nó sẽ ít cái thao tác hơn, ít cái tùy chọn để cầm nắm hơn, và nó hướng vô cái chuyện mà bạn ngồi thẳng người thôi, chứ bạn không thể nào mà có những cái xu hướng mà ngồi chỗ này được ha, hay là ngồi cầm chỗ này được, là có cái form người ngồi thẳng bởi vì cái tay lái đi ra sau thôi. Thành phần chính nhất ha, thành phần này là mình ấp ủ rất là lâu luôn này. À, nếu bạn coi á, nãy bạn sẽ coi không phải bao nãy mà cách đây khoảng nửa tiếng mình có quay một clip là một con xe 20 in và mình mua tới tận bây giờ là 4 năm mới thành thành phẩm. Thì cái này cũng một con nữa 4 năm. Từ những ngày đầu tiên mình mua xe, mình chơi xe luôn, là mình đã đặt con này ở dạng order, pre-order. Bởi vì cái khung của hãng đọc người ta ta gì vậy? Novara và dòng này dòng size big ha, size lớn. Và những khung này á, là nó không sản xuất theo số lượng đại trà. Khung mà khung Âu, khung Mỹ á, thường nó sẽ làm tiêu chuẩn thường thường thôi. Những cái khung mà lớn vượt ngưỡng vượt size á, thì mình phải đặt hàng. Và mình đặt hàng khung này hết 1 năm. Sau đó mình nhận được khung này rồi á, mình lại không biết phải làm gì với khung này luôn. Mình chơi làm sao, mình lên cấu hình như thế nào cho xứng đáng với cái khung này, mình chờ đợi bao lâu vậy. Khung này bật mí cho bạn biết ha. Khung này mình mang về tới Việt Nam là hết 16 triệu. Đó, mình phân vân hoài, mình biết chơi khung nào, xe gì với đồ thế nào, mình để hàng mình tồn luôn. Bởi vì lúc đó mình khá là bận, trong những giai đoạn đầu tiên của startup mà, cái xưởng mình khá là bận, mình không có thời gian mình chăm chút cho dự án này của mình. Sau đó thì lên rất là nhiều món đồ khác nhau, lên kế hoạch nhưng cuối cùng không thực hiện. Đến gần đây khoảng là 2 tháng vừa rồi á, mình tìm được một con xứng đáng với con này ha. Đó là một cái bộ group Infinity của Nuvinci 360N, là 360. Thì bạn nào mà đã từng coi clip mình á, thì bạn sẽ biết ha, bộ Nuvinci là hai cực thôi, nặng và nhẹ. Nhưng mà lát nữa mình sẽ giới thiệu sau, mình cho nói là nguyên nhân tại sao mình bây giờ mới làm, bởi vì nó có nó ha. Còn quay lại cái khung đi ha. Cái khung này á, sau khi mình làm đó, mình thấy một cái đồ đầm Nuvinci rồi á, ưng quá. Nhưng mà cái gì xứng đáng để đi với cái đầm Nuvinci cùng với cái khung Novara? Nghĩ đi nghĩ lại, mình chơi ba phan, không, ba phan nó bình thường lắm. Ba phan nó hướng về tốc độ quá, mình thì không thích về tốc độ, mình hướng về cái chuyện mình đi touring á. Thì mình định chơi là đi Z2, Z2B á. Nhưng gắn đi gắn đại á, nếu mà mình là chủ shop Blue NG mà mình lại gắn đi Z2B dạng kích thôi á, thì nó cũng chưa thỏa mãn câu hỏi của bạn lắm. Cuối cùng mình lựa chọn ra là mình chơi CZCB nha, CZCB 750W. CZCB 750W. Nhưng mà có một cái vấn đề là con CZCB này là một động cơ âm khung. Nhưng mà cái khung Novara này ban đầu của nó là một khung mà có cái trục giữa mid. Giờ sao ta? Khung này mười mấy triệu luôn á. Trời ạ. Vì các bạn mình cắt luôn ha. Vì các bạn mình cắt khung luôn, mình chơi đi. CZCB 750 ha. Và mình cắt khung thì mình có được cái mối quen biết với những cái đơn vị mà chuyên về gia công khung nhôm, chuyên xử lý độ nhôm. Và đây, bạn thấy không? Mẫu hàng vải cá rất là xịn sò, rất là đẹp. Rất là chắc chắn luôn nha bạn ha. Lát nữa mình sẽ làm cái drip trên mông như này đó, bạn thấy cái độ chắc chắn của cái đơn vị này. Thực hiện khung mà y như là nước ngoài làm ha. Bạn nhìn cái lớp vải cá của hãng làm nè, là lớp vải cá của đơn vị đã làm nè. Lệch nhau, có sự lệch nhau nha, lệch nhau một xíu nè. Rất là tuyệt vời. Giới thiệu về cái khung xong là đã bị giới thiệu về cái động cơ. Đây là động cơ CZCB 750W. Cho bạn nào mà lần đầu tiên coi clip này hay là lần đầu tiên biết về động cơ CZCB á, thì đây là động cơ sử dụng công nghệ là torque weight sensor ha. Torque weight sensor là sao? Là khi mà bạn đạp bao nhiêu thì nó chở bấy nhiêu. Bạn đạp nhẹ nó chở nhẹ, bạn đạp mạnh nó chở nhầm mạnh. Nên có trường hợp nếu bạn nào mà đã quen chạy với động cơ của Trung Quốc á, hoặc là bạn quen chạy với động cơ của Ba Phan á, bạn thấy bạn đạp vài vòng là nó bấm nó chạy rồi á. Khi mà trải nghiệm qua động cơ này á, bạn cảm giác như nó không chở. Đúng rồi, bạn đạp nhẹ sao nó chở được. Bạn phải đạp nhiệt tình với nó ha. Bạn đạp sung thì nó mới sung. Còn bạn đạp chơi chơi là đúng nghĩa luôn, nó sẽ chơi chơi cùng bạn. Khi nào bạn nào mình lần đầu tiên qua bên Blue Energy á, trải nghiệm về mid driver giữa hai cái Ba Phan và Tongzhen đều đặt cỏ này, thì mình giải thích luôn một lần cho bạn nào đang phân vân ha. Rồi, để sử dụng với cái cục động cơ 750 này á, và cái khung này á, là mình sử dụng một cục pin 48V 25Ah, và đang trên xe mình là cục 48V 17.5Ah. Chưa quốc. Thực ra là mình đang có dự án là mình làm con này là con size lớn. Nhưng mà đây là một trong những món mà bị khách tỉa ha. Mình gắn lên xe luôn rồi bạn. Mình gắn lên xe luôn rồi á. Mà khách vào khách thôi anh đang cần mà, xe anh đang vội mà, ưu tiên anh đi. Rồi xong. Cắn răng. Trong khi là xe hôm nay mình quay.
Là đến giây phút chuẩn bị làm xong xe rồi á, quay thành phẩm rồi bị mất cục pin. Rồi ra đến phía sau nha. Ra đến phía sau là cái gì? Một cái đầm Novinci. Cái đầm Novinci này đỡ hơn cái khung một chút. Cái khung nằm ở kho 4 năm. Thì cái đầm nằm ở khung ở cái xưởng mình 3 năm. Vì cái khung mình đợi 4 năm, sau đó tìm được cái đầm thì mới bắt đầu làm. Nhưng mà từ khi có cái đầm rồi nghĩ đến dùng động cơ nào rồi bận quá rồi thêm 2 năm nữa. Đó, sau đó mới thành cái phẩm xe bây giờ. 4 năm trời cho một cái xe. Căng. Rồi cho bạn nào mà chưa biết về cái đầm Novinci này á, thì cái đầm Novinci này là sử dụng hộp số vô cực. Hộp số vô cực là sao? Là có nghĩa là nó không có số cụ thể, nó sẽ có hai đầu nặng và nhẹ thôi. Thì giữa hai đầu nặng và nhẹ này là móc cái hành trình vặn ga có nửa bàn tay á. Thì giữa ở cái đoạn nửa bàn tay vặn ga này nè, thì bạn sẽ không cần phải quan tâm là bạn dừng ở đâu hết. Bạn dừng ở đâu cũng được, và ở đâu cũng là số, và ở đâu cũng không là số hết á. Có nghĩa là nó chỉ có hai nặng nhẹ thôi. Thì bạn vặn sao cho vừa chân bạn đạp thôi, bạn không cần phải quan tâm ha. Chính vì cái đặc điểm này nè, dẫn đến cái việc đùm số này nó bền khủng khiếp luôn. Ví dụ như trước đây mình đã nói là cái đùm của Shimano á, đây gọi là nếu mình xài đúng cách á, là đã là 10.000 đến 15.000 cây mình phải vệ sinh, bảo dưỡng. Còn đối với đùm Novinci nè, cái con số nó gấp đôi. 30 mấy ngàn cây mình mới cần phải làm vệ sinh bảo dưỡng bên trong. Bởi vì sao? Về cơ bản trong này nó không có cái bánh răng nào cụ thể, mà nó sử dụng hệ thống là 6 viên bi nó xoay. Cái việc mà mình ép cái dây này đi qua đi lại á, thì sẽ thay đổi cái vị trí mà 6 viên bi này nó ép lẫn nhau. Chính vì vậy trong này nó chỉ có vài cái răng lớn thôi. Và cái răng này nó rất là lớn và nó chịu tải rất là tốt. Nó không tạo ra cái mà ba dớ sau quá trình sử dụng lâu dài á. Rất ít luôn á, nó có tạo ra rất ít luôn. Còn như bằng không. Thành ra cái quá trình mà bảo dưỡng của nó kéo dài cực kỳ luôn. 30.000 cây. 30.000 cây mà đi xe đạp thì biết bao nhiêu năm. Chắc là mãn đời xe luôn mà mình còn phải chưa bảo dưỡng này nữa. Đó là chính nguyên nhân tại sao mà ở cái cụm châu Âu, châu Mỹ á, cái đầm Novinci này nè, nó còn thịnh hơn cả đầm Shimano Amphi, Nevin Shimano Nexus nữa. Bạn thấy những cái startup mà chuyên vào làm e-bike mới á, mới nổi gần đây nè. Ví dụ như mấy cái startup mà làm từ 2021, 2022, ngay cái thời điểm dịch á, làm e-bike nào cũng dùng con này. Không có Novinci nữa cũng là Infiniti ha. Một cái động cơ nó bền, một cái khung xe nó bền, một lốp xe nó bền nữa. Ồ, thì người dùng nó làm sao về xe đó? Xịn đúng không? Đấy, xe mình nè, khung của Đức nè, động cơ của Đài Loan nhưng mà lò xịn nè, cái đầm số cũng đòi hàng xịn nè. Rồi, bạn nào đang quan tâm đến việc mà Blue Energy, đặc biệt là ở đây là ông Phú á, sử dụng cái con xe nào á, thì đây nè. Đây, con xe của Phú đi nha, không hỏi đấy nha. Bữa nào offline rồi dím lại hỏi, ngộ quá à. Đây, xe của Phú nè. Bây giờ mình sẽ làm một clip ở trên mông để bạn thấy cái quá trình mình sử dụng một cái xe như thế nào, và cái khi mà cái form xe nó phù hợp thì cái form xe mình ngồi nó như thế nào ha. Giờ bắt đầu trên mông thôi. Và đặc biệt những con mà toàn quét sensor, khi bạn mà sử dụng xe bạn tuyệt đối là không có trèo lên xe và đặt chân lên bàn đạp trước nha. Bạn phải khởi động nó trước. Nếu mà bạn khởi động lúc mà bạn có cái chân lên bàn đạp á, là nó sẽ có sai số. Rồi. Đó. Khi mà form xe đúng á, là mình lên xe mình ngồi ha. Và chân mình đụng đất ở việc dạng nhón nhón. Thì có rất là nhiều cách để tính cái khung form xe ha. Đây là cách mà kiểu dễ nhất. Mình cứ leo lên xe, mình canh chỉnh sao mình đứng như đây là được. Cái cách thứ hai á, là mình sẽ dùng cách toán học ha. Là mình đo chiều cao của khung, rồi đưa chiều cao của khung đến cái chiều cao mà bàn đạp lên trên bện, rồi bla 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 các kiểu. Thì cách đó cũng là một cách ha. Nhưng mà cách đó thì bạn phải là người khá là chuyên sâu về xe và khá hiểu về xe. Rồi, bắt đầu lên xe thôi. Rồi, bây giờ là trên mông ha, nó trên mông. Cái này hơi chuối rồi, sau đó mình chỉnh sâu. Giờ mình sẽ đạp bứt tốc nha. Ồ, có cái phục, có lò xo bên trong á. Ổ gà, ổ voi tự tin qua lắm ạ. Cái này mà phục đơ hoàn toàn. Trời ơi, qua đó là run tay. Đó, khi mà chơi touring thì nên chơi những phục này. Đó, form touring thì nó sẽ thoải mái. Cầm nó kiểu
thoải mái đi được xa, nó không có hướng đến cái chuyện mà đi tốc độ quá cao. Em thực ra nếu mà touring mà muốn đạp tốc độ cao á thì không khác gì mà rót đó. Đối với những con touring mà đồ xinh, việc mà đu quá tốc độ với rót là chuyện có thể ha. Thắng thì không thắng nổi đâu, nhưng mà bu theo là được, thoải mái. Đây, đây là một cái form xe mà khớp người ha. Đó, khi mà đạp mà đúng khung đúng đồ là sẽ thẳng chân như đây nè. Mình đạp rất là có lực. Thẳng là không thẳng quá ha. Thẳng quá là lúc mình co lên rất là đuối. Đó. Mình đạp bằng cái mu phía trước như đây nè. Đó, cái form xe khi mà mình dùng mà đó nó như thế này. Thấy không? Thấy xe của Phú nó đúng xe của Phú không? Đồng vô cực thì đi rất là sướng nha. Mình đi vặn thoải mái, muốn vặn sao vặn à. Rồi, quá trình trên mông của mình ha, giờ đã đến cơ sở Blue Energy rồi, nhớ like và subscribe mình nha.